khẩn cấp kẻ cướp giật 200 triệu đồng. Trưa ngày 20 tháng 1, Công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Yên, 51 tuổi, tên thường gọi là Mười Nhỏ, để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn. Yên bị bắt khẩn cấp khi đang ở nhà trọ tại thị xã Thuận An, Bình Dương vào rạng sáng cùng ngày để điều tra về vụ cướp giật 200 triệu đồng, hai điện thoại di động trên địa bàn phường 5, thành phố Mỹ Tho. Theo trình báo của nạn nhân, ngày 27 tháng 12 năm 2018, ông Văn Công Mật cùng vợ là bà Trần Thị Thu Giang khóa cửa nhà để ra chợ bán thịt heo. Khi ông bà vừa lên xe thì bất ngờ một thanh niên đi bộ từ phía sau tới, giật túi vải để trong giỏ phía trước ba ga xe rồi chạy thoát vào hẻm. Ông Mật truy đuổi nhưng bất thành, kẻ cướp để lại một khúc gỗ gần hiện trường.